Thưa quý vị, vào chiều nay thì Hội Sinh viên thành phố Cần Thơ họp triển khai kế hoạch tổ chức hội thi hướng dẫn viên du lịch triển vọng năm 2023. Đối tượng dự thi là sinh viên đang học tập tại thành phố Cần Thơ, đam mê nghề hướng dẫn hoặc có sở thích giới thiệu các đặc sắc văn hóa du lịch Cần Thơ, khuyến khích sinh viên đang là du học sinh tại Cần Thơ tham dự. Ở vòng sơ khảo, thí sinh thực hiện một bài thuyết minh di tích lịch sử văn hóa của thành phố hoặc một số điểm du lịch sinh thái nổi tiếng trên địa bàn Cần Thơ. Vòng bán kết thực hiện một video clip về một điểm di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn, tham gia chuỗi hoạt động rèn luyện kỹ năng tổ chức trò chơi lớn nhỏ sự kiện. Vòng chung kết thể hiện bản lĩnh hướng dẫn viên du lịch thông qua 3 phần thi, tài năng thuyết minh đề tài du lịch văn hóa và phần thi vấn đáp. Thời gian đăng ký dự thi đến hết ngày 20 tháng 5 2023, các thí sinh dự thi điền mẫu đăng ký và gửi trực tiếp qua email hỗ trợ học sinh sinh viên Cần Thơ @gmail.com hoặc hệ thống đăng ký bằng mã QR của ban tổ chức.